Hiện trường tìm kiếm các nạn nhân còn sót lại trên sông Rào Trăng giai đoạn 4. Hàng ngàn khối đất đá ở bãi bồi thứ nhất đã được đào bới tìm kiếm cẩn trọng. Những vật dụng cá nhân, phương tiện, xe, máy lộ ra cho thấy khả năng cao các nạn nhân bị vùi lấp ở khu vực này. Lực lượng tìm kiếm đã quyết định nới rộng phạm vi ra bên ngoài khu vực bãi bồi. Sau khi tiến hành đắp đập nặng dòng, hút cạn nước, công việc tìm kiếm ở lòng sông đã được cẩn trọng triển khai với quyết tâm cao nhất. Với tinh thần của một người lính, của một quân nhân cách mạng, thì khi nhiệm vụ chưa hoàn thành, những người còn lại vẫn tiếp tục chiến đấu vì cái nhiệm vụ đó. Gần 6 tháng nay, kể từ khi xảy ra vụ sạt lở ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động tổng lực các lực lượng, phương tiện chuyên trách tìm kiếm các nạn nhân trên hai tuyến đường thủy và đường bộ. Theo chúng tôi đánh giá thì những khu vực mà có khả năng vùi lấp nạn nhân thì hiện nay là tỉnh đang tập trung lực lượng để mà đào bới và tìm kiếm. Sau đau thương mất mát, nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân là công việc nghĩa tình nơi Rào Trăng. Thiên tai ngày càng khắc nghiệt và ẩn họa khôn lường. Để giảm thiểu sự tác động đó, cần đến sự chung tay bảo vệ, giữ gìn cảnh quan môi trường, đảm bảo dòng chảy tự nhiên, tránh xảy ra sự cố đau thương như ở thủy điện Rào Trăng 3 trong tương lai.